Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thôn Nữ Khơ Me nha. Em mời cả nhà cùng ăn trưa với em ở khách sạn Intercon ở Phú Quốc nha cả nhà. Đây là buổi trưa ở dưới nhà hàng khách sạn. Đây là món gỏi cá chích nha. Gỏi cá chích ở đây mát lạnh luôn. Hôm bữa em ăn thử thấy ngon á. Có bánh tráng, có rau thơm đồ kèm. Còn cái món này á, món này là chả cá lã vọng. Chả cá lã vọng này có ăn kèm thêm rau của nó nữa nè. Nhưng mà cái này là nó không có cuốn nha, không có cái phần bánh tráng cuốn, nó chỉ có rau ăn kèm với đó thôi. Cái này là cơm mực trứng, mực trứng và một số loại nước chấm nha, mì gói lên xà đổ tại để chàng á. Để em quay cái camera phía sau cho cả nhà nhìn cái view ở phía sau. Đây rất là đẹp luôn á. Đây là view hồ bơi nè cả nhà. View hồ bơi ở trong khách sạn này đẹp lắm luôn á, nhưng mà em chưa có dịp em quay thôi. Hiện tại đang ngồi ăn ở trong nhà hàng nhìn ra hướng hồ bơi nè. Bây giờ cả nhà cùng ăn với em nha. Bánh tráng để đây. Mình để cá chích lên nè, cuốn với mấy cái loại rau này, có khóm, dưa leo. Đặc biệt là cái gỏi cá chích này là nó có cái thịt dừa, dừa già, thịt dừa nạo già nè. Cá chích chỗ nhà hàng này làm em thấy cá nhiều hơn cái phần rau. Đây có củ hành tây và củ hành tím, còn một số chỗ là để củ hành tây với dừa nạo. Hồi trước em thấy các bạn review em nghĩ là em ăn không được tại vì cá sống á, nhưng mà cuối cùng em ăn vô cảm thấy rất là ngon, cả nhà nên thử ha. Có rau bên dưới. Bên dưới nè, lá tế tô nè. Salad. Nhưng mà đặc biệt cái gỏi cá chích này á là nó không có bún. Còn cái chả cá lã vọng này thì cuốn với bún. Cái nước chấm này phải có thêm ớt cay cay nữa nó mới ngon. Đây không có cho ớt tươi mà nữa. Em à, chỗ đây có dạng ớt tươi không? Ớt tươi đúng rồi. Dạ, em để chứ. Không, còn nhiều mà. Cũng mập trứng nhỏ. Chả cá lã vọng này á là mình không có cái bánh tráng này kèm theo đâu, tại hồi nãy em xin nên cuốn cho nó dễ hơn.
chứ thường là chị cuốn với rau lại và chấm với cái nước nước chấm thôi, mà nước chấm của nó đặc biệt là nó trong, nó khác hơn là cái nước chấm của cái cá chích này nha. Cái chả cá này nó tốt nghệ, nó thơm mùi nghệ ngon, với cái rau thì là ngon. Ở đây á, người ta cho cái miếng cà rốt nè, vuông vuông nè, khi mình cuốn ăn kèm á, nó giòn giòn, nó ngon hơn. Đặc biệt ở đây, trong khi mình chờ đợi món ăn ra, người ta sẽ cho mình một cái dĩa bánh hình tôm này nè, ngồi ăn chờ. Buổi tối thì ăn ở bên kia, cần bút phê sáng lại ở đây không? Có khi là ăn cùng đấy. Dạ, vậy kiểu như là tụi em có khi là tụi em sẽ kiểu đứng khu này, đứng khu kia. Có khi anh chị ngồi khu này mà em đứng khu bên khác thì chắc là không thấy. Dạ. Rồi anh chị dùng bữa không nghỉ nhé. Dạ, cảm ơn. Mình ăn thử cái cá chích thâm này nè cả nhà, cũng ngon lắm luôn á, nó không hề bị cái mùi cá tanh gì đâu, tại vì cái này người ta đã sơ chế trước rồi đó. Quên để ớt vô, cay cay nó mới ngon. Nước chấm ở đây làm á không có cay, không có ớt nhiều như ở dưới miền Tây mình đâu. Cay vô có thấy rất ngon. Cái nước chấm này nó không có không có quá mặn. Nhưng mà hôm bữa em ăn cái gỏi cá chích này ở ngoài bãi sao á, có một chỗ là nước mắm nó hơi mặn. Cay vô ngon. Cả nhà ai đi ra Phú Quốc á, mình nên thử cái gỏi cá chích này nha cả nhà. Tại vì đây là cái đặc sản ở Phú Quốc.
khi mà mình đăng ký thành viên ở trong khách sạn này nè, mình còn được giảm 20% mỗi bữa ăn nữa đó. Nếu như mà bên lễ tân á, mà khi mà người ta check in cho cả nhà mà người ta lỡ có quên thì không nói, thì cả nhà thử hỏi coi mình có còn được giảm giá 20% khi làm thành viên không nữa nha. 20% cũng nhiều lắm. Ở trong khách sạn này là có cái hai cái khu nhà hàng, mình muốn ăn chỗ nào cũng được. Ở ngoài kia thì có bãi cát ngắm ra ngoài biển luôn, còn cái view này là ngắm hồ bơi nằm ở bên trong khách sạn á. Cái chỗ này buffet sáng đông lắm á, mình đi lại là mình phải chờ khoảng 5 phút thôi để nhân viên kiếm bàn cho mình ngồi. Còn trưa thì hơi vắng xíu, còn tối thì em chưa ăn ở đây nên em chưa biết là tối ở đây có đông không. Tối đa số em ăn ở bên kia, tại bên kia buổi trưa thì nó phục vụ đồ ăn chế Thái, tối thì có buffet BBQ rồi á. Cái chả cá lẫn lộn này á là ăn với mắm tôm chứ không phải có loại nước mắm trong này đâu, mà nó có cái, nó phải có đặc sản của đâu em mua nè, Nha Trang gì đó, ở đâu em mua nè. Nói chung là không có nhớ địa danh của nhà mắm Đông Cảm nha, em não quá già. Nhưng mà nó phải có cái mắm tôm, nó có cái giọt tinh dầu của cái con gì đó, nó mình nhỏ vô cái mắm tôm đó mình ăn nó không bao giờ hôi. Nhưng mà ở đây là cái là nó không có mắm tôm mà nó có nước mắm ngọt ngọt cay cay á. One dessert because the kitchen gonna close. Huh. Cái này mà ăn với mắm tôm mà ngon hết sảy, ngon hơn nước mắm thì nhiều. Chấm như là cái gì tự nhiên quên, cái gì mắm tôm, đậu hũ mắm tôm. Mấy cuốn mấy cuốn nè, là no. Để ăn cơm mà ăn cuốn em nha. Ăn cá chích không, bây giờ cuốn nó vô.
Em ăn hơi ít đó, nhưng mà đáng lẽ phần của em bữa nay em không quay á là em kêu một phần cơm này với mực trứng vậy là em no lắm rồi. Tại mới quay đặc sản cho cái nào cùng xem. Mà sáng nó cũng mất hả? Mực trứng này hồi nãy làm gì quên. Mực trứng xào. Xào với hành. Nó có củ hành tím. Củ hành tím gốc hành, củ hành tây. Ớt này chà má. Ớt này mình cần. Mực trứng này xào ngon, vừa ăn luôn không có cần nước chấm. Xin lỗi cả nhà nha, cameraman của em chặt lên cười chút. Bây giờ em thấy clip em cũng khá dài rồi, em xin tạm biệt cả nhà, em tiếp tục lên ăn nha. Hẹn gặp cả nhà ở video clip mới tiếp theo. Đừng quên cho em một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Bye bye.